Đây là dòng máy sử dụng cho nguồn nước nhiễm phèn, nhiễm mặn của Empire. Thì khi mà mình tư vấn mua một cái máy, có những nơi không có nhiễm phèn, nhiễm mặn nhưng mà vẫn tư vấn lấy luôn cái máy nhiễm phèn, nhiễm mặn này. Thì đổi lại thì nó sẽ có cái dòng inox 304 và dòng ruột nhựa PPR Nano. Ruột nhựa PPR này thì nó sẽ chịu được cả nước phèn và nước mặn luôn. Và độ bền của nó thì rất là cao tại vì nó không có điểm yếu, không có bị ăn mòn. Ngay cả những cái khu vực mà nước máy thì nó vẫn có chất ăn mòn tại vì khi mà mình ngâm vào sắt thì sắt nó vẫn bị sét. Thì ở cái máy dòng inox 304 nó sẽ có một cái đường hàn ở ở đây. Ở phía trong ấy nó sẽ có một cái đường hàn như này. Đây. Cái lõi bên trong. Khoảng tầm 7 đến 8 năm thì cái đường hàn đó nó sẽ có vấn đề và nó sẽ bị sét và sẽ hỏng luôn cái máy. Thì lúc đó mình sẽ phải đổi qua cái bình khác. Còn đối với cái dòng PPR này, ở phía bên trong nó là nhựa nguyên sinh và nó sẽ chịu được ít nhất là ở trên 10 năm. Thì gần như là độ bền của dòng PPR và dòng inox 304 là gần như gấp đôi. Còn những nguồn nước mà 100% sạch thì gần như không có, ở Việt Nam thì rất là hiếm. Trừ khi là ở trong những cái chung cư mà người ta đã xử lý nước qua một lần rồi. Còn từ nước giếng lên hoặc là từ nước máy cung cấp ở ngoài bình thường thì gần như là vẫn còn bị nhiễm phèn. Đó, cho nên là mình sẽ tốt nhất là mình nên lấy luôn cái dòng chống được cả nước nhiễm phèn, nhiễm mặn. Xong là mình đi lắp cho những cái nguồn nước mà nó không bị nhiễm. Thì độ bền là gần như gấp đôi. Còn thời gian bảo hành thì như nhau, thằng nào cũng bảo hành 5 năm. Đó, thì các bạn lưu ý ở chỗ cái vấn đề chọn máy để mà sử dụng lâu dài. Còn có nhiều người quan điểm là nhựa thì nó sẽ không tốt bằng inox. Tuy nhiên thì đối với sản phẩm của Empire thì nhựa đó là nguyên sinh 100%. Không bao giờ có mùi hay là kể cả cái ngay cả cái tủ lạnh mà các bạn rút điện ra khoảng 3 ngày sau mở ra vẫn nghe mùi nhựa. Còn riêng về máy nước nóng của Empire thì sẽ không bao giờ có cái mùi đó. Đó thì sau khi hoàn thiện thì máy nó sẽ như thế này. Đây là không có bình phụ, à quên, không có bồn lớn nên là mình sẽ sử dụng bình phụ và một bên thì người ta sẽ sử dụng nước máy nhá. Khi sử dụng nước máy thì phải gắn cái van một vật chiều đây để tránh cái trường hợp là củ sen nó sẽ trả ngược nước về đây và bị trào ống thông hơi.